Bây giờ em sẽ review cái ạc thích chọc chó nhé. Mất thời gian của em đi review ạc vì cái con Nga Mi nữa quá. Đây, bây giờ em phải đi tìm. Đang đứng ở trong cái đống này này mà tìm không ra này anh em này. Đây, đây mà phải nói là cái ạc thích chọc chó này là ạc thích chọc chó này, em phải nói là ạc này là có thể là một trong những ạc sẽ và đang, thì em nghĩ là sẽ trong cái cuối tuần này sẽ vị trí top 1 liên đấu rất là cao anh em ạ. Hiện tại thì sao lại bỏ cái dây chuyền đây nhỉ? Anh ấy sẽ sử dụng một cái dây chuyền là dây chuyền kháng tất cả 12, kháng bằng 5. Đấy, sinh lực hay thể lực gì đó, nếu mà anh em có nhớ cái dây chuyền đó. Dây chuyền thổ. Em nhớ cái dây chuyền đó còn nhá. Còn đầu tiên vào cái vũ khí. Khá đáng tiếc thì bây giờ là cái vũ khí của anh ấy thì anh ấy chưa kiếm được anh em ạ. Nhưng mà em nghĩ là từ đây đến cuối tuần anh ấy sẽ sắm cho mình một cái vũ khí thôi. Chúng ta có thể bỏ qua cái việc vũ khí, tại vì ở đây là server mới open được khoảng tầm hơn 10 ngày phải, loanh quanh tầm chục ngày. Nên em nhớ loanh quanh không thể gọi là quá binh được anh em ạ. Nhưng mà một cái nỏ mà có sát thương 91% thì em nghĩ là cũng ok rồi. Đó. Chúng ta hãy cùng vào những cái món đồ mà anh ấy đã sắm được, và em nghĩ đây là một con cực kỳ khó chịu đấy. Một quả mũ phòng thủ vật lý 22, sinh lực 14, nội lực 75, quá đỉnh. Quả mũ này em đang là, em khẳng định với anh em bây giờ đang là no một server. Mô nếu như mà nếu một con thiên vương trì mà đội cái mũ này vào thì em thề với anh em, nhưng mà đường môn được cái là nó lại có nội lực 75, đường môn lại phái rất là thiếu nội lực. Mũ kinh đỏ không, đồ xanh không biết, là nghĩa là từ cái lúc mà cái mũ này xuất hiện em còn chưa biết về thông tin về cái mũ này, chỉ trừ khi mà khi là soi vào thì em mới thấy được là anh ấy đội cái mũ này. Đấy, sợ không? Quá đáng sợ. Có áo, áo phục hồi mưa thân pháp 6, áo thì bình thường thôi mà bao tay này, rồi bao tay này, bao tay phòng thủ vật lý 19, sinh lực 55, thể lực 10, quá ngon. Anh em nhìn thấy hai món này, hai món này đã thể đã đem về đến là 41 phòng thủ vật lý rồi. Với một con đường môn thì hai món này gần như là chấn phái đúng không? Nhẫn đi, nhẫn cùi anh em ạ. Có thể là nhà bây giờ anh ấy đang bùi những cái món, anh ấy đang bùi những cái món trước tiên. Đấy, nhẫn dưới làm chậm 20 sinh lực nội lực, ngon này. Nhẫn này em đánh giá ngon, ẩn một sinh lực nội lực cao, ok. Ngọc bội làm chậm 30, ngọc bội làm chậm 30, thế thì khả năng là cái đai này dễ làm chậm 30 lắm. Đai làm chậm 30, sinh lực nội lực cao, ok. Cái đai này em cũng đã chấp nhận được. Giày kháng hỏa là cái chắc rồi. Một cái giày 37 kháng hỏa 19, sinh lực nội lực. Giày này thì em đánh giá ngon rồi. Đấy, có trăng thì cái ngọc bội này nhìn hơi củ chuối. Đấy, cái nhẫn trên nhìn hơi củ chuối. Chắc đang kiếm một cái khác hơn. Em nghĩ là em sẽ có một cái để đưa cho anh ấy để thay. Nhưng mà chắc là lấy sinh lực nội lực nữa. Đấy, đây là thích chọc chó anh ạ. Hiện tại thì đang là top 8 server. Top 8 server. Đường môn đang là top 2. Đây con này thì em nghĩ là về lâu về dài thì đồ con này sẽ khả năng là khó ai địch nổi đấy. Còn hiện tại thì chắc là vẫn đang trong quá trình bui anh em ạ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến khi anh ấy bui hoàn thiện nhé. Anh em chỉ cần nhìn cái mũ này thôi, cái bao tay này không biết bao nhiêu tiền này này. Cái bao tay thì em nhìn thấy có vẻ là ok, nhưng mà cái mũ này bao nhiêu tiền? Bao tiền này, hai món này em nghĩ là phải tiền triệu rồi. Đấy. Còn mua thì không biết mua ra mấy nhá. Còn bây giờ nếu như đã vào tay của một người mà đã sắm được những món đồ này thì bây giờ muốn thâu lại chắc chắn tiền triệu rồi. Ok, ở đây là anh thích chọc chó, một con đường môn bạo vũ. Chúng ta cùng chờ đợi đến khi anh ấy binh đồ sẽ thế nào anh em nhé. Ok.